Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Hạt giống mưa. Tiểu Sủng ca, mô hình thuyền buồm của em đã bơi thử thành công rồi, anh không biết nói hay thế nào đâu. Chúc mừng em, nhưng mà em đã nói cả buổi tối nay rồi, anh buồn ngủ quá. Đúng rồi, em còn phải gọi điện kể cho bà ngoại nghe nữa. Hiếu Hiếu, đã trễ lắm rồi, ngày mai hẳn gọi đi, có thể bà ngoại đang ngủ rồi. Gọi một chút thôi mà, chứ không làm phiền bà ngoại đâu. Người bất an không quấy nhiễu, khi người khác không thuận tiện thì đừng làm phiền họ, như vậy là không có lễ phép. Hả? Alo, ngoại ơi, con có một tin vô cùng tốt muốn kể cho ngoại nghe nè. Mô hình thuyền buồm của con đã bơi thử thành công rồi. Vậy sao? Ngoại ơi, sao ngoại lại ho vậy? Hiếu Hiếu, hình như bà ngoại bị bệnh rồi. Cái gì? Ngoại ơi, ngoại bị bệnh hả? Gần đây sức khỏe của bà ngoại con không tốt lắm. Lúc nãy chắc là do đi nghe điện thoại không kịp mặc áo nên bị cảm lạnh. Em xem, anh đã bảo em trễ dậy rồi, đừng gọi điện làm phiền ngoại mà. Ngoại ơi, con xin lỗi. Không sao, Hiu Hiu giỏi giang như vậy á, ngoại cảm thấy vui hơn bất cứ điều gì. Ông ngoại ơi, sao bà ngoại lại bị bệnh vậy? Gần đây thời tiết có chút khô hạn, hoa màu mọc không được tốt lắm. Đều tại em hỏng tốt, không nên gọi điện mà không để ý đến thời gian. Chúng ta phải học được cách tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát người khác. Nghe điện thoại cũng không nên không hỏi đối phương liệu có tiện nghe không mà đã nói không ngừng. Tiểu Sủng ca, anh nói người bất an không quấy nhiễu, phải tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát người khác. Vậy muốn giúp ông ngoại cầu mưa. Được đó, anh ủng hộ em. Bà Mưa ơi, bà có ở đó không? Đây là cái gì vậy? Đây là dây leo điện thoại, chỉ cần ở nơi có nước thì có thể dùng để gọi cho bà Mưa. Không thấy trả lời, anh gọi lại thử xem. Thôi, không trả lời thì chắc chắn là bà Mưa đang bận. Bởi vì thông thường bà Mưa sẽ nghỉ ngơi vào ban ngày và làm việc vào buổi tối, sắp xếp khu vực có mưa vào ngày tiếp theo. Chúng ta đi trước thôi. Bệnh của bà ngoại ngày càng nặng rồi. Bà Mưa ơi, bà Mưa ơi, bà có ở đó không? Bà Mưa, con có chuyện rất gấp muốn gặp bà. Ai vậy, ồn ào thế? Bà Mưa ơi, bà có thể dán thêm ít mưa không? Bà ngoại con lo lắng tới mức sanh bệnh rồi. Gần đây công việc dán mưa của bà vô cùng bận rộn, mệt đến nỗi sắp không còn chút pháp lực nào rồi. Vốn muốn nghỉ ngơi một chút, ai biết lại bị con ồn ào làm tỉnh giấc rồi. Nhưng mà con thật sự có việc gấp. Được rồi, nể tấm lòng hiếu thảo của con. Đây là hũ mưa và hạt giống mưa. Bây giờ bà đang mệt lắm, con tự mình bồi dưỡng ra bé đài sen đi. 3 ngày sau sẽ tự động sinh trưởng giáng mưa. Con cảm ơn bà. Em đang làm gì vậy? Em tìm thấy bà Mưa rồi. Bà Mưa dạy em làm sao trồng hạt giống mưa.
Bà Mưa nói phải để ở nơi cao một chút trên tường. Hạt giống mưa, em thấy thoải mái không? Thoải mái. Em có chuyện gì cứ nói với anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em. Hạt giống mưa ơi, hôm nay em khỏe không? Hạt giống mưa ơi, em làm sao vậy? Trả lời anh đi. Em vẫn đang ngủ mà, em rất khỏe. Vậy thì tốt, làm anh sợ muốn chết. Hiếu hiếu, em đừng làm phiền hạt giống mưa nữa. Em đang tỉ mỉ quan tâm người khác mà. Hạt giống mưa ơi, anh không làm phiền em nữa. Hy vọng vì bà ngoại đang bị bệnh mà em nhanh chóng sinh trưởng nha. Em chính là em bé đài sen sao? Sao lại như vậy? Em bệnh rồi, không có phun ra nước được. Hả? Bé đài sen, em làm sao vậy? Làm sao vậy hả? Hiếu hiếu, em mau thả em ấy xuống đi. Em trong quá trình phát triển luôn bị anh làm phiền, bây giờ thật khó chịu. Thế nên nước em phun ra đều là nước có bệnh. Chuyện này chẳng lẽ là do anh hại em sao? Xin lỗi, anh xin lỗi em nha. Cầu xin em mau chóng khỏe lại đi, nếu không... Hiếu hiếu, em đừng khóc nữa, em ấy qua đời rồi. Ê trời, phải làm sao đây? Hiếu hiếu, cả ngày nay em không nói câu nào rồi. Em muốn nói gì thì nói đi. Em vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc cho hạt giống, sau này không có nói chuyện với em ấy nữa. Sau đó còn an ủi em ấy, sao em ấy vẫn... Thật ra em không hề làm được, thực sự suy nghĩ cho người khác. Tại sao chứ, em vẫn luôn thật lòng thành ý mà. Hạt giống cần sự yên tĩnh. Dù cho em có ý tốt chăm sóc, khi người khác không có nhu cầu thì cũng không thể làm người khác thêm phiền lòng. Phải đợi đến thời cơ thích hợp, như vậy thì người khác mới dễ dàng tiếp nhận. Hơn nữa, sự việc có gấp gáp tới đâu cũng giống như khi em cầu xin bà Mưa và bé Đài Sen, cũng phải xem đối phương có thuận tiện không, không thể coi mình là trung tâm. Em hiểu rồi. Bà Mưa chắc đang bận rồi, ngày mai mình lại tới. Là ai đang gọi bà vậy? Bà Mưa ơi, bà có bận gì không? Bà có thể giúp em bé Đài Sen khỏe trở lại không bà? Hóa ra là vậy. Con đúng là đứa trẻ không hiểu chuyện. Có điều bà sẽ tha thứ cho con. Dù sao con cũng là một đứa trẻ có tâm địa thiện lương. Con quay về mở hũ mưa ra nhìn thử xem. Không xong, hũ mưa sẽ bị thổi rơi xuống đất mất. Đau quá, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Bé Đài Sen, em làm sao vậy? Chắc là bé Đài Sen đang sợ hãi. Bé Đài Sen đừng sợ, nên bảo vệ em. Đau quá. Thật ấm áp, cảm ơn anh Hiếu Hiếu. Bây giờ em thích anh rồi đó. Vẫn là Hiếu Hiếu quan tâm ngoại nhất.
Ngoại ơi, bây giờ ngoại nói chuyện có tiện không? Tiện chứ, tiện chứ. Ngoại ơi, bệnh của ngoại đã khỏi chưa? Khỏi rồi, hoàn toàn khỏi rồi. Thật sao? Ngoại ơi, mô hình thuyền buồm của con đã được chọn làm đại biểu trường đi tham gia vào buổi triển lãm của toàn thành phố. Thật sao? Tốt quá. Người bất an, không quấy nhiễu là năng lực biết suy nghĩ cho người khác. Khi người khác không thuận tiện, chúng ta không nên tới làm phiền. Cho dù là có ý tốt, nhưng khi người khác không có nhu cầu, cũng không nên làm người khác phiền thêm. Có khi người khác ngại từ chối, nhưng cũng không đại biểu là hiện tại họ thuận tiện nói chuyện. Bởi vậy nên chúng ta phải học được chọn lựa thời cơ tốt nhất, thuận tiện cho người khác, thuận tiện cho chính mình. Các bạn nhỏ thân mến, hẹn gặp lần sau. Đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.